41. Mẹ, trong ký ức của con, mẹ mãi là người mẹ trẻ nhất, xinh đẹp nhất. Nghĩ lại trong hai năm qua, mẹ con mình không phải cãi nhau, thì con không ở nhà, con cũng chưa từng ngắm mẹ thật kỹ. Bây giờ mẹ nằm ở đây, con mới phát hiện mẹ đã tiều tụy đi rất nhiều, già đi rất nhiều. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con trước đây con không nên chống lại mẹ. Mẹ, mẹ mau tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy đi được không? Mẹ, mẹ. Tâm Nguyệt, qua ăn cơm này. Đến đây. Này, xem hôm nay tôi mang gì ngon đến cho cô nè. Thịnh soạn thế. Tất nhiên rồi, đây là món bún cô thích ăn nhất. Còn có món gì nữa? Còn có ai đó? Hạ Hạ, sao cô đến đây? Tâm Nguyệt, tôi muốn nói vài câu với cô. Tôi nói xong sẽ đi. Tấm hình tôi gửi cho cô đã xem chưa? Sao giờ Kevin lại suy sụp như vậy? Là mẹ nấy đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, được đưa vào bệnh viện rồi. Bây giờ phòng tranh Hồng Phường bị tra ra vấn đề trốn thuế. Mẹ nấy đành phải đóng cửa phòng tranh, hơn nữa còn phải đối mặt với số tiền phạt lớn. Vậy chị Hàng bây giờ thế nào? Anh ấy rất không tốt. Trải qua nhiều việc như thế, chắc anh ấy đã phải chịu cú sốc rất lớn. Tôi đến là muốn hỏi cô, cô có thể đi thăm anh ấy không? Giờ anh ấy sẽ không muốn gặp tôi đâu. Thật ra tôi cảm thấy vấn đề giữa cô và bố anh ấy, đó là vấn đề của thế hệ trước, nhưng giữa chúng ta vẫn là bạn mà, không phải sao? Hay là cô suy nghĩ lại đi. Tôi phải đi trước đây. Tôi phải đi đưa cơm cho họ. Bye bye. Hạ Hạ, vậy tôi cùng đi với cô. Anh Sở, chúng tôi đến thăm gì nè? Mua canh gà cho anh, uống lúc nóng đi. Để em tốn công rồi. Sự việc đã xảy ra rồi, những gì nên làm em cũng làm rồi. Em còn đến làm gì? Tôi biết, trước kia hứa với anh phải cho anh thời gian 1 tháng. Sau cùng tôi không giữ lời hứa. Xin lỗi anh.
Nhưng thái độ của bố anh thì anh cũng thấy rồi. Kết quả thành ra thế này rồi. Là gia đình anh nợ em quá nhiều. Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Nhưng cho dù thế nào, vẫn mong anh hãy phấn chấn lên. Suy cho cùng mẹ anh cũng cần anh. Em đi đi. Anh cũng không còn mặt mũi nào gặp em. Bảo trọng. Đừng đi mà. Chúng ta vừa mới đến. Sao lại đi? Có cần gì hãy nói cho tôi đầu tiên. Vất vả rồi. Anh sợ. Sao anh đuổi Tâm Nguyệt đi chứ? Tôi cảm thấy Tâm Nguyệt vẫn như trước đây mà. Năm đó nếu không phải chú chiếm lấy tranh của bố cô ấy, mọi thứ bây giờ cũng sẽ không xảy ra. Mọi thứ đều sẽ qua đi thôi. Đều sẽ tốt lên mà. Vụ án xâm quyền của danh họa Bảo Bối đã dấy lên cơn sóng lớn trong giới mỹ thuật. Thầy Sở Hồng Phi có địa vị tầm cỡ trong giới hội họa, đã thân bại danh liệt trong một đêm. Từ đó liệu có khi nào gây ra ảnh hưởng xấu đến trường phái Núi Tuyết không? Có nên vì hành vi cá nhân mà hạ thấp đánh giá của cả một trường phái không? Cũng đã gây xôn xao không ít. Nhưng mà cứ điểm quan trọng của trường phái Núi Tuyết, phòng tranh Hồng Phường ngưng hoạt động đã trở thành sự thật minh chứng. Tại sao sự suy sụp của phòng tranh này khiến mình đau buồn như vậy? Giá trị lớn nhất của tranh vẽ không phải thuộc về trường phái nào, thuộc người nghệ sĩ nổi tiếng nào, được bán với giá cao gì, mà là một bức tranh được nhiều người xem và vì thế mà vui vẻ. Bố dùng bút vẽ trong tay, đem cảnh Núi Tuyết hùng vĩ từ Shangri-La xa xôi đến nhiều người chiêm ngưỡng. Là con gái của bố, con nghĩ con cũng có trách nhiệm đối với trường phái Núi Tuyết. Chi Hàng, để con ngủ thêm một lát. Mẹ tỉnh rồi. Nhìn con xem, nên cạo râu rồi. Mẹ, mẹ tỉnh lại thật tốt. Mẹ biết không, mấy ngày này mẹ hôn mê, lòng con rối bời. Mẹ xin lỗi, để con lo lắng rồi. Giờ mẹ đỡ hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt. Con gọi bác sĩ đến xem. Mẹ. Alo, Tâm Nguyệt hả? Là con à? Con khỏe không? Con vẫn khỏe. Nhớ gì rồi? Con cũng nhớ Shangri-La nữa. Vậy con về đây đi. Dì nói với con, chỗ mà con ở lần trước, dì vẫn còn giữ cho con đấy.
Vụ kiện cũng đã kết thúc, tảng đá trong lòng cũng dơi nhẹ đi rồi. Nên lần này về tâm trạng khác hẳn rồi nhỉ? Con cũng tính về, nhưng luôn cảm thấy có vài chuyện vẫn chưa hoàn thành. Vụ kiện chẳng phải xong xuôi rồi sao? Là tranh của bố. Con nghĩ những bức tranh này cần phải triển lãm ra ngoài để cho mọi người nhìn thấy mới có ý nghĩa. Không nên cất giữ mãi trong ống đựng tranh. Vậy con định làm gì? Con muốn tổ chức triển lãm cho bố ở Shangri-La. Dì Phương, mai con sẽ về đó. Được. Thế nào rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, nhưng lần này do thể chất bảy khá ổn nên vượt qua được. Tất nhiên sau này bà phải biết điều chỉnh tâm trạng của mình, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, nếu không chịu thiệt vẫn là bản thân mình. Thế này nhé, để bà ấy ở bệnh viện theo dõi thêm. Tôi sẽ lập cho bà ấy một chế độ phục hồi, mỗi ngày cứ theo chế độ này luyện tập. Cố gắng nghỉ ngơi, phải ăn uống thanh đạm, ít dầu ít muối. Cảm ơn bác sĩ. Được. À đúng rồi, tài khoản của anh hết tiền rồi. Anh nhớ đi nộp phí nằm viện nhé. Mẹ, con ra ngoài một lát. Xin chào, cho tôi nộp phí nằm viện phòng 1901. Xin lỗi anh, số dư trong thẻ không đủ. Không đủ sao? Cô xem thử giùm tôi hai thẻ này thử. Xin lỗi anh, hai thẻ này cũng không đủ. Cô đợi chút. Thẻ này, cô thử xem. Được rồi, thẻ này được rồi. Cảm ơn. Mẹ, để con. Được. Thế này được chưa? Ừ, vừa đúng. Con không cần túc trực bên mẹ đâu. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Con về nhà cũng chỉ có một mình, chỉ bằng con lại đây với mẹ không tốt hơn sao? Vậy con mệt không? Con không mệt. Chào sở tổng. Dì tỉnh rồi à? Cháu mua vai cho dì. Dì xem, cháu tìm chỗ để. Để đây nhé. Cháu nói dì biết, mấy ngày dì hôn mê, sở tổng lo lắng lắm đấy. Ăn không ngon ngủ không. Hạ hạ, mẹ tôi vừa mới tỉnh dậy. Cô nói chuyện nhỏ tiếng chút được không? Cháu là cái người dẫn trực tiếp Thịnh Hạ đúng không? Cháu rất biết quạt náo đấy. Dạ đúng vậy. Cháu nói gì nghe, cháu quạt náo rất tốt. Hơn nữa cháu còn biết, cháu còn phải mua điểm tâm sáng. Giờ cháu đi đây. Cô ấy lúc nào cũng vậy, nói chuyện to tiếng lắm. Con nói gì vậy? Mẹ thấy con bé được mà, trông xinh xắn, lại tốt tính, vui tươi thế kia. Chi Hàn, bố con bây giờ sao rồi? Lúc mẹ hôn mê con có đi thăm bố. Bây giờ bố đã hối hận rồi. Bố à, trông bố tiều tụy quá. Trong nhà ổn cả chứ? Vẫn ổn mà. Sao mẹ con không đến? Chẳng phải mẹ con hứa hôm nay sẽ đến cùng con sao? Mẹ nói phòng tranh có chút chuyện,
nên bảo con đến một mình. Từ trước tới giờ bà ấy chưa bao giờ thất hứa với bố. Chắc chắn bà ấy sẽ đến cùng con. Mẹ hứa lần sau sẽ đến thăm bố. Chi Hàng à, là bố vô dụng, đã không chăm sóc tốt hai mẹ con, còn khiến mẹ và con chịu đả kích lớn như vậy. Xin lỗi con trai. Không đâu, bố, người nên nói xin lỗi là con. Bây giờ con mới nhận ra, trước đây con thật không hiểu chuyện. Lúc nhỏ, bố bảo con làm gì con cũng không làm, chỉ toàn làm ngược lại lời bố. Ngày xưa con thật không ngoan. Tha lỗi cho con nhé. Gì mà tha lỗi chứ, đều là lỗi của bố con à. Con còn nhớ hồi nhỏ bố đưa con đi công viên chơi không? Con nhớ chứ. Con muốn ngồi vòng đu quay. Bố bảo con à, đừng chơi cái đó, nguy hiểm lắm. Bố bảo con chơi vòng quay ngựa gỗ, nhưng con lại không nghe lời. Lúc ấy bố đã biết thằng bé này nội tâm vốn có tính nổi loạn. Nhưng bố... chỉ hy vọng sẽ là tấm gương tốt trong những ngày con trưởng thành. Tiếc rằng bố lại không trở thành tấm gương tốt được. Được rồi bố à, bố đừng nói nữa mà. Bố, bố yên tâm, từ nay về sau con sẽ trưởng thành hơn. Con sẽ đánh giá gia đình. Con không để nhà mình suy sụp đâu. Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Mẹ và con đợi bố trở về. Con trưởng thành thật rồi. Nhưng bố không ngờ, bố không nghĩ rằng con lại phải trưởng thành theo cách này. Chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Bố giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, bố biết rồi. Mẹ hiểu tính bố con. Lần này vào tù là đả kích rất lớn với ông ấy. Mẹ à, đừng bao cửa cho bố. Bố sai ở chỗ, ngay từ đầu lẽ ra không nên làm như thế. Mẹ không bào chữa cho bố. Đều tại mẹ và bố con nhất thời nông nổi mới gây nên hậu quả ngày hôm nay. Mẹ thực sự thấy có lỗi. Bây giờ lại để con gánh vác chuyện này. Chuyển lời xin lỗi của mẹ đến Lý Tâm Nguyệt nhé. Vâng. Lúc con gặp được cô ấy sẽ chuyển lời giúp mẹ. Mẹ à, mẹ ngồi tựa vào đây nhé. Con gặp bác sĩ một chút. Ừ. Cho hỏi, đây có phải phòng bệnh của bà Trần Chính Thiến không? Tìm mẹ tôi à? Trần Tổng, nghe nói nhà bà có chuyện. Tôi rất lo nên đến thăm.
Mẹ à, đây là... đây là chú Âu Dương. Chào cậu Sở. Chú Âu Dương, Chi Hàn, vừa nãy con bảo đi gặp bác sĩ mà. Đi đi con. Mẹ à, mau đi đi. Vâng. Chú Âu Dương, từ từ nói chuyện à. Trần Tổng vẫn khỏe chứ? Ra ngoài nói. Trần Tổng à, thầy Sở xảy ra chuyện như vậy khiến Trần Tổng mệt mỏi rồi. Bệnh viện này thế nào vậy? Có cần tôi giúp đổi bệnh viện khác không? Không cần đâu. Nơi này rất tốt. Chuyện giao dịch tiền bạc giữa hai chúng ta, sổ sách trong nhà đều đã tiêu hủy, phòng tranh cũng bị đập bỏ. Nhưng mà gì? Máy tính của tôi bị mất một vài dữ liệu. Chuyện này xảy ra lúc nào? Chính là sau khi Hồng Phi xảy ra chuyện. Bị mất gì không? Sổ sách kế toán. Chuyện này làm sao đây? Lỡ như sổ sách kế toán được mã hóa mà lấy đi thì có thể làm gì được? Không phải sao? Cũng tốt. Tôi hy vọng Trần Tổng, bà không che giấu chứng cứ gì. Có thứ đồ nào nguy hiểm thì phải nhanh chóng tiêu hủy. Ông yên tâm. Bây giờ nhà tôi đã rơi vào bước đường này rồi. Hiện giờ tôi chỉ muốn cùng với con trai có ngày tháng yên ổn. Trần Tổng là người thông minh mà. Trần Tổng bảo trọng nhé. Tôi về trước đây. Chú Âu Dương, chú về à? Để cháu tiễn chú. Không cần đâu. Chú có rảnh không? Có vài chuyện cháu muốn hỏi chú. Chuyện gì thế? Chú cũng biết mà, nhà cháu sẽ ra biến cố như vậy. Bây giờ phòng tranh trong nhà và công ty không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Chú lại là bạn tốt của bố mẹ cháu. Vậy nên cháu muốn hỏi chú thử xem có tiện cần bao nhiêu tiền. Ý cháu không phải vậy. Cậu bé à, cần tiền thì cứ nói. Tôi với bố mẹ cậu quen biết lâu năm, giúp đỡ một chút cũng là chuyện nên làm. Chú Âu Dương, cháu đã không còn là cậu bé nữa rồi. Bây giờ cháu là trụ cột của gia đình. Viện phí thuốc men của mẹ còn lo được, nhưng cháu không muốn công ty của gia đình không thể kinh doanh. Vì vậy cháu muốn nhờ chú giúp đỡ cháu về việc về mặt nghiệp vụ. Đường đường là một đại công tử của nhà họ Sở, có chuyện gì cần mà phải nói nhờ giả sao? Tôi còn có chút chuyện, để sau bàn bạc kỹ hơn. Dân chúng, tạm biệt. Anh Sở, cô đến rồi à? Vào trong đi. Được, đi thôi. Mẹ, dì ơi, cháu đến thăm dì này. Mẹ. Mẹ. Sao thế? Không thoải mái à? Không có, không có. Có cần vào phòng trong nằm chút không? Hoặc ra ngoài đi dạo cũng được à? Cũng được đó, được được. Vậy mẹ đợi một lát. Cô đi đẩy xe lăn. Để tôi giúp một tay.
Tâm Nguyệt, dì Phương. Vào thôi. Để con. Dì à, dì xem không khí bên ngoài tốt biết mấy. Sau này chúng ta phải ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Ra ngoài đi dạo nhiều tâm trạng sẽ tốt hơn. Bệnh cũng mau khỏi, đúng không Kevin? Phải đó mẹ, con có thời gian sẽ sang đây đi dạo cùng mẹ. Được đó, vừa nãy cháu nhặt được bông hoa dưới đất. Cháu thấy dì cài thử xem thế nào. Dì không cài đâu, cháu cài đi. Thử xem sao, thêm chút màu sắc. Nào. Có phải không? Cài đây này. Có được không đây? Có phải rất kỳ lạ không? Cháu thấy thêm chút màu sắc đẹp lắm. Nhưng bây giờ tâm trạng của dì tốt lên nhiều đó. Cháu thấy sắc mặt rất tốt. Chúng ta chụp tấm ảnh đi. Được, nào. 1, 2, 3. Mẹ, mẹ nhìn đi. Mẹ cài đó qua này nhìn tươi tắn biết mấy. Phải đó. Lát nữa cháu sửa hình cho dì, đảm bảo đẹp mê ly. Đến lúc đó gửi hình cho dì nhé. Vâng ạ. Đi dạy sang bên đó đi. Nào, uống trà đi. Cảm ơn dì Phương. Sao rồi Tâm Nguyệt? Sống ở Thượng Hải có tốt không? Thắng kiện rồi, trong lòng cũng an ủi phần nào. Lần này con về, định sẽ mở cho bố buổi triển lãm tranh. Con yên tâm đi, nhất định dì sẽ ủng hộ con hết mình. Cảm ơn dì Phương. Tâm Nguyệt, sau đó con có gặp lại Kim Tiểu Thiên không? Dạ không ạ. Dì có tin tức của anh ấy không? Là thế này, dì nghe cháu gái của Trác Mã là Đại Ngoã nói con bé từng bắt gặp Kim Tiểu Thiên ở làng Tạng. Ở làng ư? Anh ấy vẫn còn ở Shangri-La. Dì cũng thấy lạ. Nhưng ý của Đại Ngoã là hình như cậu ấy đang làm việc cho một công ty nào đó. Hay là dì đi hỏi giúp con? Dạ không cần. Không cần đâu dì Phương. Đừng hỏi nữa. Dì ơi, buổi trưa dì muốn ăn gì? Cháu đi mua cho dì. Gần đây có quán chay, đồ ăn khá thanh đạm. Cháu mua ở quán đó đi. Vâng, được ạ. Cháu đi ngay đây. Để tôi đi cho. Cô để Thịnh Hà đi đi. Để tôi đi cho. Cháu đi nhé. Tôi đi đây. Đợi cháu nhé. Mẹ, uống chút nước đi.
Mẹ có chuyện muốn nói với con. Đi đóng cửa lại đi. Chuyện gì mà phải đóng cửa lại mới nói chứ? Mẹ, chuyện gì mà thần bí vậy? Chị Hàn, bây giờ mẹ phải nói với con một chuyện rất quan trọng. Con phải nghe cho kỹ. Dưới đáy bể cá nhà mình có giấu một cái túi nhựa. Bên trong túi nhựa đó có một USB. Sau khi con lấy được thì mang theo bên người. USB gì thế? Sao lại giấu dưới bể cá chứ? Chuyện này con không cần phải biết. Bây giờ tình hình của bố con rất tệ. Mẹ lo là những người lúc trước xích mích với nhà mình sẽ gây phiền phức cho chúng ta. Nếu như một khi họ uy hiếp con thì con lấy cái USB này ra. Con nói họ biết. Chỉ có mình con biết mật khẩu. Vậy mật khẩu là gì? Con bảo họ giữ lại USB. Sau đó con đến nơi an toàn rồi liên lạc với mẹ. Mẹ sẽ nói cho con biết mật khẩu. Mẹ, sao chuyện nhà mình mà con lại không biết vậy? Mẹ nói con biết đi. Rốt cuộc là ai có xích mích với nhà mình thế? Chuyện của đời bố mẹ con không cần biết quá nhiều. Con phải hứa với mẹ, bất kể xảy ra chuyện gì, con trước tiên phải bảo vệ bản thân, sau đó nhất định phải bảo vệ USB này. Được không? Dạ con biết rồi. Đây là ngôi làng Tây Tạng tốt nhất gần đây. Tôi định mua lại nó. Mua để làm cảnh điểm du lịch à? Vậy thì phiền lắm. Đưa Tiểu Thiên xem thử đi. Thị trấn chân trời này là dự án Ưng Kim và Âu Dương cùng hợp tác phát triển. Hiện tại Ưng Kim đang muốn tìm kiến trúc mang phong cách Shangri-La như thế này. Bây giờ tôi chỉ cần mua lại nó với giá bèo rồi bán lại cho bà ta. Như vậy không cần phí sức, cũng giới được một món hời. Tôi lo là trong thôn này có người không đồng ý. Vậy phải xem cậu rồi. Hiểu. Tôi biết nên làm thế nào. Khai thác phát triển thị trấn này kiếm chắc được nhiều lắm. Cậu làm giám đốc dự án đi. Tôi điều cho cậu một chiếc xe, thêm một trợ lý. Cảm ơn anh Huy đã cho tôi miếng thịt béo bở này. Hình như nhà này không dễ thương lượng lắm. Có mua được nó không? Phải xem cậu xử lý rồi. Anh yên tâm, cứ để tôi xử. Đúng rồi anh Huy, tôi nghĩ thêm trợ lý này nọ thì khỏi đi. Anh cho tôi chỗ ở thuận tiện là được rồi. Thằng nhóc này tốn không ít công sức suy tính gì. Việc này dễ thôi. Vào trong xem trước đã. Anh Huy, thôi anh đừng vào. Hang cùng ngõ hẻm kiểu này, thân phận nhanh nếu vào đây, lỡ như phải lừa bịp hay dọa dẫm người ta thì không tốt lắm. Để tôi giúp anh. Được, tôi bảo Thiên Yết đi với cậu. Tôi về trước. Vâng, anh đi thông thả. Tôi tiễn nấy ra xe trước. Tiểu Thiên kìa. Tiểu Thiên à, là Tiểu Nguyệt bảo cháu đến đúng phải không? Bà Trác Mã, chắc bà vẫn chưa biết tôi và Tâm Nguyệt đã chia tay rồi. Chia tay rồi. Biết chia tay nghĩa là gì không? Thank you.
rốt cuộc lại có xích mích nhà mình thế? Chuyện của đời bố mẹ con không cần biết quá nhiều. Con phải hứa với mẹ, bất kể xảy ra chuyện gì, con trước tiên phải bảo vệ bản thân, sau đó nhất định phải bảo vệ USB này. Ông Âu Dương đang đợi ông ở phòng VIP 6. Anh đi đi. Đừng về trễ. Anh biết rồi. Chú Âu Dương, Chi Hằng, không phải lúc nãy con định đi tìm bác sĩ sao? Mẹ. Anh Tiểu Thiên, rốt cuộc anh bị gì vậy? Bà nội, Kim Tiểu Thiên, chị Tâm Nguyệt. Bà Trác Mã, không sao đâu. Làm sao vậy? Bà Trác Mã, bà yên tâm, có cháu đây nhất định sẽ giải quyết được nhé. Không phải cô nên ở Thượng Hải sao? Chạy đến đây làm gì? Bà ơi, bà không sao chứ? Anh bỏ đi không lời từ biệt, mất tích lâu như vậy là để làm cái trò này. Cô tưởng cô là ai hả? Cô có tư cách gì nói những lời này với tôi? Cô quá đề cao mình rồi đó. Anh là ai? Anh vẫn là Kim Tiểu Thiên mà em luôn mong chờ được gặp sao? Tôi không thèm phí lời với cô. Đây không phải nơi cô nên đến. Cút cho tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói em nghe. Có phải anh có nỗi khổ gì không? Đúng là tôi có nỗi khổ. Tôi muốn có bức tranh đó. Tôi không lấy được. Ngay từ đầu tôi tiếp xúc với cô là vì tôi muốn có bức tranh đó. Nhưng cô vẫn không đưa tôi, cứ giấu giếm giếm hoài. Hết cách rồi, tôi cũng muốn kiếm tiền chứ. Còn cả du lịch xe dã ngoại gì đó, nào là cầu hôn, đính hôn, vui chơi qua đường thôi. Vui chơi qua đường. Tất cả chỉ là vui chơi qua đường phải không? Phải. Vậy mà em đã xem là thật. Là cô không có mắt. Vậy anh từng nói muốn làm mùa hộ mệnh cho em trọn đời, cũng là vui chơi qua đường sao?